Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là PFS Gamer đây. Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi chơi ván này nhá. Cái này chỉ hết là mình ấn ngay xuống là nhảy xuống à. À, nó có mấy cái đồ để chặn mình. Dừng lại. Ui. Gì kỳ vậy? À, phải xuống luôn. Sao? Toang. Ok, còn đang chơi lại đàng hoàng. Méo gì về trời. Thua luôn đấy. Trời. Chưa kịp chơi nó mới ấn cái thôi nó rớt luôn rồi. Game hack não thật chứ. Trời mẹ cái này thì nhanh tay không nhanh tay nó cứ rớt hoài. Đấy quả đấy không nhanh tay là nó cho mình nhầm luôn. Ok cái màn ba xem mà nó khó chơi à. Hay đấy. Thật sự nó rất hay, rất hay, rất hay, rất luôn đi. Ok, 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 ok. Hát rớt chùm luôn đi, rớt chùm luôn.